tiêu vậy? Cái giác đi được trước rồi cả nhà ơi. À, đi leo như khỉ gì kìa. Kìa nhà. Nãy giờ kiếm rác ở đây mà không lội đâu lòn lòn nhánh rồi. Đây các bạn thấy không? Mình đồng với sắt nè. Sáng là tiếp lại. Mình đồng ra thép. Mình lồng cho thép này cả nhà thấy không? Áo mưa áo bụng gì chưa á. Đó, chỗ một cục là chơi tới Tết luôn đó. Giờ này nó không lạnh trời. Lạnh chứ không lạnh chứ bộ ơi. Có nó lạnh luôn. Lạnh đó chứ mà tại gán á cả nhà. Nói chung là chuyện cuộc sống mưu sinh để kiếm tiền nuôi mẹ hiền. Cái áo mà không dám mua luôn cả nhà thấy không? Thấy cái giá tiết kiệm của đó đó. Xin mẹ ở nhà có coi cái clip này để cho con. Có ca gửi cho mẹ bài hát không? Mẹ Hiền ơi không? Lên đây mày. Trời. Lên đây. Ừ. Trời, chỗ ăn giòn ấy đó.
quá về cá thì nhả không. Cá bóp rồi chú ba. Cá bóp rồi. Không nhăn lắm. Quá trời nha. Nói chung là cái giả cào này cỡ 4-5 tấn cá. Giả cào này có phải làm tới trưa luôn cả nhà. Là anh em mình phải không ngủ luôn. Phân nó bỏ vô ghe đi mà kêu hoài. Nó kéo lên sẵn nó cốc hết trơn mà. Quá trời vàng trơn cả nhà. Rồi lùa lại đi hồi ai giá giờ có giá. Đủ đại vô đi chơi. Quá khứ đi cả nhà không. Ở đây bố cào cái nghe nhà. Tao đổ nó xả đầu tư xuống thì tao kéo gì kêu lên. Đằng nào cũng la làng cũng sùm đi. Nói chung là lấy cầu bay xong rồi bổ cầu lết liền luôn nha cả nhà. Nó thì một ngày đánh 2 giả lết và 1 giả cầu bay đó. Cào xuyên suốt 24/24 luôn. Nên đôi khi em cũng đâu có thời gian để em quay ăn uống đâu cả nhà ơi. Thấy cá chỗ này là làm tới trưa mới rồi đó. Bây giờ mình sẽ vô tay được cái gì.
À, cái biển buổi sáng đó cả nhà. Lên vào luôn ạ. Cái này chỉ là số ít thôi nghe cả nhà. Này mới qua có hai ba cái mà coi như này nè.
giờ mua cá cho tới giờ chưa luôn cả nhà ơi, tại vì rất là nhiều luôn. Hàng bên cá thì nó còn nhiều quá. Hàng bên cá này có thể là sắn bỏ cả nhà, tại vì không có chỗ chứa cá. Thôi giờ giờ hầm xuống mũi cá sô cả nhà ơi. Chung mình đã xuống tới hầm cá này cả nhà ơi. Nhà này cá sô rất là nhiều luôn. Tuấn ơi, cái đá này đá bự trời, cái nhà nó sáng đá cục cạnh cạnh đây. Bỏ lên đây. Giờ sáng là rất là nhiều cá các bạn ơi, thì cá nhiều thì được tiền nhiều nhưng mà nó hơi cực tí thôi. Đồng tiền này cũng có giá trị riêng của nó. Cái này dắt tới 12 giờ luôn á, 4 giờ 4 giờ sáng 12 giờ trưa. Lớp ngang này chắc khoảng tầm 100 bọc cá hay nha, từ đây qua tới học tốt bên kia luôn á, khoảng 100, 120 tùy theo bọc cá lớn nhỏ. Theo cá sô thì thường vô một bọc khoảng tầm 3-4 kg. Lạnh quá cả nhà. Thank you.
ngáo ngáo luôn. Cái này còn xuống dưới coi chú ơi. À, cái ngày này cái này. Cái ngày chơi. Để quay bình thường. Cho gia đình xài cả nhà chứ đâu phải là mấy anh em mình mượn tiền đi chơi, có khai giá thì mượn tiền đi chơi còn mới là bảy. Ba nghe vậy đụng nó to giá luôn. Nó chơi cả nhà khai giá cũng lo làm ăn lắm, cũng lo nhậu lắm. Mày đụng bán sĩ tao hoài quá. Mà chơi chứ cả nhà khai giá làm cũng giỏi lắm mà. Về cũng phải nhậu cho mấy anh em mình nhậu xả hơi vài bữa chứ. Mà tại mấy em ở gạch giá chờ anh nha. Xé tiền đó. Bởi tay cho cái ta đưa ơi. Bởi gì nữa. Bởi tay cho nha. Tính hốt cô lấy đồ bảo nghe không quý vị. Ghê trời. Ghê vậy nói luôn đây là biết được cho là chém luôn. Không được. Không được hả? Lậu hả? Nói ra lậu. Tới tay chồng nó đẩy mình lên mạng à. Rồi xong. Xong rồi, xong chú ba rồi. Chú ba đầu đẩy cô lấy đồ vô hỏi mấy nhà. Thấy ghê chưa? Cô lấy đồ còn bén lắm nha quý vị. Còn bén rất bén luôn. Nhưng mà không biết dao của chồng nó bén hay không nha. Chắc là cái dao của chồng bén hơn nữa đó. Nói chơi chứ ai dám làm bậy bạ quý vị. Nói chơi chứ lớn rồi chứ đẹp quá. Đã chưa giá cái áo. Còn nhỏ đâu mà làm bậy bạ cho bỏ tư bỏ chẳng luôn. Thôi bây giờ anh em mình chuẩn bị tắm cả nhà, tắm để ăn cơm, tại vì sáng giờ làm cũng mệt rồi. Chào cả nhà buổi sáng nha. Anh em buổi làm rồi cấp 4 giờ rưỡi tới giờ chưa ăn cơm nước rồi chứ. Giờ mình chào mình
kìa nha. Đóng nước mặn nha. Ống nước này ống nước ở trong cái máy chiền ở dưới nước mặn lên nè. Thì nước biển chứ không phải nước mặn. Nước biển mà nước biển nó rất là mặn. Thì mình tắm xong rồi chấm mình xả lại một ca nước ngọt vậy đó. Ở cái nhà giờ mình vô trong đây. Thôi trong cha mình nấu món gì cho mấy anh em ăn nha. Đây chú ba này bữa nay chú ba không tắm rồi. À mà anh em mà ngày sáng giờ 11 giờ mấy rồi cả nhà ơi, không tắm rồi tới giả rồi tắm vậy thôi. Mà cô mà tiếp tục anh em ra làm tiếp. Cả nhà thấy cái đuôi là cũng quen thuộc cái gì.
được ngon ở nhà, tại vì nó qua cái cơn nó bụng rồi. Qua có mắm hả? Mắm cái đục gói với cả ba chanh cả nhà. Rồi tài luôn á, chấm nước mắm luôn rồi. À, chấm nước mắm luôn. Cái này làm hồi trước rồi nè cả nhà. Cái này mới ăn được. Chuyến rồi bao nhiêu ngày? Khoảng hai mấy ngày. Dưỡng heo cả nhà.